Đấy, có gió đẹp, thả diều. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Lại có gió đẹp rồi. Một buổi chiều gió mát. Các bạn có xem kênh của mình cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Lên đi. Chuyện gì vậy? Nó xả như vậy. Như vậy. Thả không lên được. Nào. Vén cái đấy ra. Vén đuôi ra. Vén đuôi ra. Thế. Nào thả lên. Ui à. Rồi, lại thả lại, thả lại. Đuôi gãy đuôi. Vén đuôi ra, vén đuôi ra. Thế. Nào, thả lên thôi nào. Lên rồi nhá. Lên rồi đấy. Lên đứng cơ. Đấy, bên trên đỏ đỏ kia có một con nữa kìa. Đó đấy. Ý, đỏ chưa? Ý, kíp rồi. Vậy. Đây ta nát rồi. Thôi. Xíu rồi. Đó, thế là gãy rồi. Thế là đã tan mà đời đời em rồi. Tan nát đời em rồi. Gãy nhiều rồi. Diều rồi nha. Nhẹ diều rồi. Tiếp. Bên chưa. Gãy rồi. Gãy con diều này gãy rồi. Phải về lẹp rồi. Gãy tan rồi. Tan tành mây khói rồi. Gãy rồi nha. Đã tan tành. Đã tan tành rồi. Mấy ông đang treo biển quảng cáo đón nhận nông thôn mới. Kinh quá. Kinh quá. Tan nát rồi. Kinh chưa. Rồi cái chỗ này rừng như rừng rậm luôn. À, xem nào.
siêu đẳng kia. Thank you.